Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình cập nhật lại cái vườn chôm chôm mà hôm trước bị phấn trắng á. Thì chia sẻ với các bạn về một số loại thuốc trị phấn trắng thì thành công hiệu quả. Hôm nay mình cập nhật lại ha, mình chia sẻ lại cho các bạn xem ha. Đây là cái vườn chôm chôm đã chuẩn bị vô cơm. Trái đã to. Số lượng trái trên chùm thì còn rất là nhiều ha các bạn. Chùm nào cũng đều đều vậy ha. Thì mặc dù bệnh phấn trắng nhưng mà chúng ta biết cách trị chữa kịp thời cũng như là phun xịt định kỳ thì chôm chôm nó sẽ hạn chế và không có phát triển bệnh nữa ha. Thì đa số nấm phấn trắng thì nó hay phát triển trên chôm chôm, cũng như là cái thời tiết đó, nó thuận lợi thì nó sẽ phát triển ha. Thời tiết quá nắng nóng mà chúng ta tưới ẩm ở phía dưới, độ ẩm nó cao quá thì dễ bị sinh bệnh. Thường là cái nấm phi tớp á, nó nằm ở dưới lòng đất có sẵn ha. Thường là cây ăn trái chúng ta trồng nó dễ bị cái loại nấm nó tấn công. Thì chúng ta xịt, biết loại thuốc chúng ta xịt đúng loại thuốc thì nó sẽ ngưng ha. Mặc dù là trong vườn nó cũng đã lây lan cũng nhiều nhưng mà mình xịt thì nó sẽ đứng lại liền ha. Thì số lượng trên cây còn rất là đạt, thì bây giờ mình cố gắng dưỡng ha các bạn, và chăm sóc tưới phân định kỳ. Thì cái giai đoạn này trái nhiều lắm nha các bạn, giai đoạn này chúng ta phải bón phân ha, bón phân thường xuyên cũng như là xịt nha các bạn. Chúng ta xịt thì không chỉ là xịt trị bệnh vậy là thôi ha, chúng ta cũng còn xịt ngừa thường xuyên nha các bạn. Cái giai đoạn này cũng tuần lễ 10 ngày xịt lần ha, mặc dù nó đã đứng bệnh rồi nhưng mà vẫn xịt. Vẫn xịt để giữ cái bộ trái còn lại nha các bạn. Xịt ở đây thì mình xịt Anvin ha, có chia sẻ với các bạn rồi đó, là mình sẽ xịt Anvin là trị nấm và kết hợp xịt sâu luôn nha các bạn. Xịt sâu. Chùm nào trái cũng nhiều lắm. Mình quay đây nó hơi ngược sáng chứ. Trái nhiều lắm nha các bạn. Thì các bạn muốn đến tham quan vườn chôm chôm tại du lịch sinh thái Tiên Định thì gõ vào Google Maps á, du lịch sinh thái Tiên Định, thì nó sẽ chỉ và các bạn tới tận nơi ha. Ở đây mình bón phân thì chủ yếu là phân NPK 20-20-15 và một số loại phân nữa là phân hữu cơ nở nhập khẩu ha, hữu cơ nở. Xịt thì cũng xịt định kỳ, xịt thì chủ yếu là xịt đi xịt lại cái thằng Anvin, chỉ nấm, xịt sâu, rồi xịt riệp sáp luôn nha các bạn. Thời điểm này riệp sáp dễ tấn công lắm. Hôm trước thì cái chùm chôm chôm này nè, nó bị kháng thương nặng ha, nhưng mà mình xịt để nó đứng lại. Và cũng xịt định kỳ nha các bạn. Vườn chôm chôm tại du lịch sinh thái Tiên Định, thời điểm này nó cũng bắt đầu trái lá nữa nha các bạn. Chúng ta phải dưỡng phân hữu cơ vô nha. Đi phân NPK không thì nó dễ bị trái lá lắm. Và cái loại trái lá này thì chúng ta xịt Anvin nó cũng đứng ha. Thường thường nếu mà tháng thư thì Anvin nó trị rất là hay. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Đó, trái vô cơm thì chúng ta nhớ bón thêm phân đạm cũng như là phân hữu cơ kết hợp ha. Đạm hơi cao tí xíu là tức là chúng ta sẽ bón 20-20-15. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.